Phát biểu ngày hôm nay tại Hội nghị Liên kết và Phát triển Du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đã nhấn mạnh, du lịch quốc tế chưa thể khôi phục lại trong thời gian ngắn do dịch COVID-19. Du lịch trong nước trở thành trọng điểm khai thác của ngành này. Các địa phương vùng Tây Bắc cần tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển hạ tầng, dịch vụ, phục vụ du lịch. Có sự liên kết không chỉ giữa các tỉnh mà chú trọng liên kết giữa các địa phương trong tỉnh, giữa các sở ngành và các lĩnh vực dịch vụ tại địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc đã ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch.